Quý vị ơi, hôm nay là chủ nhật ngày mấy tháng mấy cũng không có nhớ quý vị ơi. Hôm nay là nhớ chủ nhật vì sáng giờ đi công chuyện, chuẩn bị đi công chuyện bây giờ mới có 6:30. Quay cho cái ông anh này, anh Lợi, anh Tài gì đó ha. Tôi bữa nay tôi cũng nói hứa quay cho anh, ngày hôm qua hứa quay mà có đi có quay được đâu, đi công chuyện rồi. Rồi bữa nay cũng chuẩn bị đi công chuyện nữa nè, mà thôi gán là sáng sớm mà 5:30 rồi tôi xử lý mấy cái bầu này rồi nè, tôi quay lên cho anh nè. 30 cây 1 triệu nha anh Tài. Quay lên đây đi ha. Còn nếu mà anh chịu thì anh lấy, còn không chịu thì người khác người ta lấy nha. Chứ còn gửi qua Zalo rồi mất công lắm ha. Không có thời gian anh Tài ơi. Bây giờ anh chịu là phải cọc trước 200-300 ngàn nha anh. Chứ còn tôi là không có COD nha anh Tài. Đó, nguyên tắc là bán hàng của tôi là vậy nha anh Tài. Đó, cái cây nó cũng dày dày không nè. Chứ nó không có gì đặc biệt hết trơn á. Nó có một cái co 1-2 nhánh rồi vậy đó, mình về mình chế biến lại mình chơi ha anh Tài, chứ không có như ý muốn mình đâu. Về quan trọng là mình nuôi lại cái cành cái nhánh này nè, mình biến nó 2-3 chiêu gì nữa đó. Cái nhánh cái cành này mình nuôi nửa năm 1 năm nữa mới có cây chơi. Bây giờ tôi cũng chừa lại số tôi nuôi rồi, đâu có hàng tôi bán nữa, cho nên tôi ít, rất ít là bán hàng rồi. Đi công chuyện là một, và hai là không có hàng bán nhiều nữa nha quý vị. Rồi vậy nha anh Tài ha, nó đại khái nó là nó vậy đó. Như vậy nè. Đó. Rồi về cái chế biến đi, ngã đổ bay gì đó tùm lum tùm la vậy ha, rồi. Rồi xuống luôn nha anh Tài.